Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube Anda's Sketchbook. Trong video lần này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là một chiếc thời khóa biểu siêu xinh chủ đề biển cả nha. Mình sẽ sử dụng giấy A5 lấy từ cuốn sổ còng ca lông này. Đầu tiên là lấy một chiếc bút lông viết chữ thời khóa biểu. Vì là điên biển nên chắc chắn là tông màu chủ đạo sẽ là màu xanh rồi. Dành cho những bạn nào thắc mắc thì cái bút mình đang dùng có tên là Star Metallic, mua trên Shopee, giá thì siêu rẻ luôn. Các bạn nhớ check phần mô tả để biết thêm chi tiết. Tiếp theo thì dùng bút cố gắng viết tên cái ngang cho thật là đều. Chút nữa thì mình sẽ viền thêm shadow cho chữ bằng bút line Bigma ngòi 0.1. Mình thì mới bắt đầu tập viết calligraphy, take note và làm bullet journal được vài tháng thôi. Cuốn sổ này là cuốn đầu tiên mà mình dùng để take note các bài học từ toán đến hóa, Anh, thật sự là rất tiện. Mình chỉ tiếc là vì mở ra quá nhiều nên mấy trang đầu bị rách ở chỗ mấy cái ô rồi. Bước tiếp theo thì các bạn dùng bút để chia thành từng cụm như vậy. Ở trường cấp 3 mình học thì có giờ ra chơi và nghĩ tiếng rất là lạ, dễ bị nhầm giữa buổi sáng và buổi chiều. Cho nên ở phía bên trái mình sẽ ghi thêm thời gian bắt đầu của mỗi tiết để khỏi đi trễ. Sau đó là tới phần quan trọng nhất của chiếc thời khóa biểu, đó là điền các môn học vào. Công nhận mỗi lần nhìn vào mấy tiết học là muốn xỉu úp xỉu đau. Hồi cấp 2 học đâu là hiểu tới đó, điểm cao ghê, vậy mà lên mấy lớp trên thì ngày nào cũng phải vật vã. Giờ thì mình bắt đầu trang trí ra thời khóa biểu bằng cách vẽ những sinh vật biển siêu cấp dễ thương này. Hình thì mình tham khảo trên mạng, Pinterest và vẽ lại. Mình chọn những mẫu cực kỳ đơn giản để vẽ cho nhanh và cho các bạn ai cũng có thể vẽ theo được. Xong rồi thì mình dùng bút phai màu đen để tô. Các bạn nhớ là chỉ dùng ít màu thôi để tổng thể màu không bị rối. Thêm một chút màu hồng pastel để tạo điểm nhấn. Phía bên trái còn trống thì mình sẽ viết thêm một câu nói bằng tiếng Anh để tạo động lực. Believe you can and you are halfway there. Câu nói này mình thấy rất là hay, nhất là đối với những ai đang áp lực thi cử ở năm cuối cấp như mình. Vậy là chúng ta đã hoàn thành một trang thời khóa biểu cho học kỳ mới. Các bạn có thấy đơn giản và dễ làm không? Nếu thấy video này hay thì hãy cho mình một like và subscribe kênh YouTube nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.